Trân trọng gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán thính giả của đài truyền IBC TV. Chào đón quý vị đang đến với chương trình dự báo thời tiết trong ngày thứ ba hôm nay, ngày 30 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Quý Mão. Khu vực đi đôi Sài Gòn trong ngày hôm nay, buổi sáng trời có nắng và mây đang xen vào ban ngày. Tối hôm nay trời xuất hiện nhiều mây mù. Thời tiết vẫn ấm áp trong ngày thứ ba với nhiệt độ cao nhất đạt ở mức vào khoảng 73 độ cho ban ngày, giảm xuống 53 độ cho ban đêm. Mặt trời sẽ ló dạng vào lúc 6 giờ 49 phút, hoàng hôn vào lúc 5 giờ 20 phút chiều tối. Độ ẩm trung bình từ 59% vào ban ngày tăng lên đến 85% vào ban đêm. Sức gió đi qua khu vực đi đôi Sài Gòn với cường độ 7 dặm một giờ, di chuyển từ hướng Nam Tây Nam vào ban ngày. Chiều tối ngày hôm nay sức gió thay đổi từ hướng Đông Đông Nam 2 dặm một giờ. Và chỉ số GVNX vẫn giữ mức vào khoảng 4 trên 11. Bước sang ngày mai, ngày thứ tư, điểm qua thời tiết tại vùng Lido Sài Gòn, trời có mây mù vào ban ngày và đêm ngày mai trời có 60% cơ hội có mưa. Nhiệt có phần giảm nhẹ trong ngày mai với nhiệt độ cao nhất đạt ở mức vào khoảng 67 độ cho ban ngày, 56 độ cho ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này trong ngày mai từ 7 tới 8 dặm một giờ từ hướng Nam vào ban ngày, Đông Nam vào ban đêm. Và mặt trời ngày mai sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 49 phút. Tiếp nối, mình xin mời quý vị điểm qua thời tiết ngày thứ ba ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ. Chúng tôi kính chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe và thật nhiều an lạc.